Hello mọi người, hello các bạn. Video hôm nay thì mình sẽ cùng chia sẻ cho các bạn 20 kinh nghiệm chăm sóc em bé sơ sinh mà mình nghĩ là bất cứ mẹ nào cũng đều nên biết để giúp cho cái quá trình nuôi con của các bạn nó được suôn sẻ và dễ dàng nhất có thể. Nhìn lại trong suốt cái hành trình chăm sóc con của mình trong hơn một năm vừa qua thì mình tự đánh giá là tụi mình đã thành công nhất có thể trong cái khả năng của tụi mình rồi. Và tụi mình cũng đã lựa chọn được những cái cách phù hợp và những cái phương pháp phù hợp với cái tình trạng, sức khỏe và cơ địa của con mình. Đương nhiên là làm cha mẹ thì chưa bao giờ là dễ dàng, và chăm sóc một cái đứa trẻ thì nó không thể nào hoàn toàn suôn sẻ được. Cho nên là mình hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có thể tham khảo, lựa chọn và linh hoạt thay đổi làm sao cho nó phù hợp với bạn nè, với con bạn và gia đình của bạn. Bởi vì không có ba mẹ nào giống nhau, cũng không có gia đình nào giống nhau và cũng không có đứa trẻ nào giống nhau cả. Kinh nghiệm thứ nhất của mình đó là bộ ờ hơi là một việc rất rất là quan trọng đối với em bé sơ sinh và trong 3 tháng đầu tiên. Nếu như mà bạn muốn con mình có một cái giấc ngủ dài, một giấc ngủ sâu và một giấc ngủ trọn vẹn. Tại vì khi mà em bé mà bị đầy hơi á, em bé sẽ bị đau bụng và quấy khóc rất là nhiều. Và cái việc này nếu như nó cứ lặp đi lặp lại á, thì bạn sẽ không biết được cái nhu cầu của con là gì và mẹ sẽ rất dễ bị stress. Tuy nhiên thì cũng có một số cái trường hợp khác biệt khác á, đó là có nhiều em bé không có cần bộ ờ hơi, nhưng mà trường hợp này rất rất là hiếm. Cũng có một số trường hợp khác biệt thứ hai, đó là có nhiều em bé chỉ cần bộ ờ trong vòng 1 tháng thôi, nhưng mà thông thường thì mình thấy là hầu hết là tầm 3 tháng. Và một trường hợp khác biệt cuối cùng đó là con của mình, thì sẽ có nhiều em bé bị giống con của mình là cần được bộ ờ hơi trong một khoảng thời gian rất là dài. Với em bé của mình thì hơn 8 tháng mình vẫn cần bộ ờ hơi kỹ cho con. Và mỗi em bé thì sẽ có một cái tư thế bộ ờ hơi yêu thích cũng như là cái thao tác bộ yêu thích của riêng con. Cho nên là bạn cần chăm sóc con và bạn cần tìm được cái cách nào để giúp con cảm thấy thoải mái nhất. Tại vì có nhiều em bé thì khi mà bé đứng em bé không có ở được, nhưng mà khi mà bạn bộ ở theo cái tư thế bé ngồi thì em bé sẽ ở được nhanh hơn. Hoặc là có nhiều em bé thì chỉ cần bộ theo nhịp em bé sẽ ở, nhưng có nhiều em bé thì cần xoa, hoặc có những em bé thì cần kết hợp cả hai. Cái này thì cần thời gian giữa mẹ và con để các mẹ có thể hiểu được con của mình và tìm được cái cách chăm sóc phù hợp. Mình có một cái video rất là chi tiết và cụ thể về cái vấn đề đầy hơi ở trẻ và những cái cách để giúp cho các bạn bộ ờ hơi hiệu quả cho con thì mình đã có chia sẻ rồi. Mình sẽ để link ở dưới mô tả của video này cho các bạn cùng tham khảo. Kinh nghiệm số 2 đó là về vấn đề ngủ ngay cả đêm. Thì mình thấy tình trạng này thường xảy ra trong những cái tháng đầu tiên, tại vì các con còn nhỏ cho nên các con chưa có phân biệt được. Và tình trạng này thực sự là cũng hết sức là bình thường, vì mình thấy là hầu hết em bé nào cũng đều phải trải qua hết. Tuy nhiên là nếu như mà mẹ để cái tình trạng này kéo dài một khoảng thời gian thì bạn xoay giờ lại cho con nó sẽ rất là khó. Cho nên là các mẹ cố gắng hãy hướng dẫn và tập cho con nha. Mình biết là khi mà em bé ngủ thì nhìn rất là dễ thương, cho nên là không có ai muốn gọi em bé dậy cả. Và khi mà bạn cho con ngủ ngày quá dài quá nhiều rồi thì đương nhiên là đêm con sẽ rất buồn. Thì cái giải pháp ở đây thứ nhất, đầu tiên chắc chắn đó là các mẹ cần phải giảm cái giờ ngủ ngày lại. Cái cách số 2 đó là các mẹ phải giúp cho con phân biệt được ngày và đêm. Thì để giúp cho bé phân biệt được ngày và đêm á, thì khi mà các bé ngủ ngày, các mẹ hãy để cho bé ngủ một trong vòng nó sáng sáng một tí. Thì khi mà bé ngủ, bạn sử dụng một cái rèm mỏng thôi để cho nó làm phần cái ánh sáng rọi vô phòng nó dịu bớt đi, để giúp cho bé dễ chịu hơn. Và bạn có thể cho bé nghe thêm những cái tiếng động sinh hoạt bình thường, ví dụ như là tiếng đóng mở cửa của mẹ nè, tiếng mẹ nấu ăn hoặc là tiếng máy giặt chẳng hạn. Chứ bạn cũng không có cần rén quá đâu, tại vì em bé sơ sinh và những em bé trong 3 tháng đầu tiên thì thường là sẽ rất dễ ngủ lại. Thì em bé khi mà càng lớn hơn một chút thì mới khó ngủ lại thôi. Và khi mà ở cái giấc ngủ đêm thì mẹ nên tạo một không gian đối lập hoàn toàn với ban ngày. Có nghĩa là ban ngày thì sáng đúng không, ban đêm thì các mẹ cho con nằm ngủ trong một cái phòng tối, chỉ cần một cái ánh đèn ngủ hiu hiu một chút xíu thôi. Đây là một cái kinh nghiệm của mình, tại vì hồi trước đây mình mới có con, mình lo lắng mà, cho nên là mình để đèn ngủ nhưng mà mình cũng để đèn hơi sáng đó. Cho nên là con hình như là con cũng không có được ngon. Kể từ khi mà mình để cái đèn ngủ nó dịu lại, cái cường độ sáng nó thấp xuống thì mình thấy con ngủ được tốt hơn. Và nên cho con một cái không gian yên tĩnh, chứ đừng có đi ra đi vào, mở cửa ngoài, đóng cửa ngoài thì em bé sẽ khó phân biệt được ngày và đêm nha các bạn. Còn để mà giảm giấc ngủ ngày thì khi mà bạn thấy con ngủ được một cái khoảng thời gian bạn nghĩ là ổn rồi đó, đủ rồi đó, thì bạn có thể gọi con dậy bằng cách là tạo những cái tiếng động với cái âm lượng vừa phải, hoặc là bạn tắt tiếng ồn trắng nè, bạn kéo rèm lên nè, hay là bạn nói chuyện với con gì đó, thì con sẽ từ từ con dậy, chứ đừng có mà
kêu gọi gấp gáp quá thì bé sẽ chưa có thích nghi được và bé sẽ rất là khó chịu, có thể là bé sẽ quấy khóc. Về cái thời gian ngủ của con thì mẹ có thể tham khảo ở những cái lịch ở trên mạng, hoặc là theo cái phương pháp nuôi con, theo phương pháp easy thì người ta có ghi rõ theo cái từng tháng tuổi, từng độ tuổi của con thì cái giờ ngủ ngày như thế nào và một giấc thì nên kéo dài bao lâu thì mẹ có thể tham khảo. Mẹ lưu ý là mẹ chỉ tham khảo thôi nha, rồi mẹ xoay dần cho con mỗi ngày từng chút từng chút. Mỗi ngày 5 phút thì 5 phút thấy ok rồi thì tăng lên 10 phút, chứ mẹ đừng có cắt cái bụp cái giấc ngủ của con, tại vì con sẽ rất là mệt và con sẽ quấy khóc rất là nhiều. Kinh nghiệm số 3 của mình đó là bạn nên tạo cho con một thói quen ăn ra cử từ khi con còn nhỏ. Tại vì khi mà bạn cho con ăn ra cử thì thứ nhất là con sẽ ngủ được một giấc dài hơn, sâu hơn, ngon hơn. Tại vì con đã no, con đã đủ năng lượng rồi. Thứ hai đó là con sẽ hiểu được cái cảm giác no và đói như thế nào. Con sẽ không có bị ngang bụng nè, con không bị chán ăn hoặc là biếng ăn. Và con cũng ăn những cái bữa ăn nó hiệu quả hơn. Thứ ba đó là con sẽ không có thói quen ngậm ti mẹ hoặc là ti bình để mà đi ngủ. Thì nếu như mà con có cái thói quen này thì chỉ cần con lớn hơn một chút thôi thì bạn sẽ rất là mệt. Chẳng những là ảnh hưởng sức khỏe của mẹ mà còn ảnh hưởng luôn sức khỏe và cái giấc ngủ của trẻ nữa. Đặc biệt là nếu như cho con ăn ra cử thì em bé của bạn có thể ngủ xuyên đêm được sớm hơn, ngủ xuyên đêm được tốt hơn. Tại vì bạn có thể dễ dàng chuyển những cái cử sữa đêm sang cái cử sữa ngày và cắt những cái cử sữa đêm dần dần cho con. Và khi mà bạn cho con uống sữa, những cái cử sữa của con thì bạn cố gắng giữ cho con uống sữa trong một cái trạng thái tỉnh táo. Tại vì nếu như mà con uống mà con cứ ngậm ngậm ti thôi á, thì có thể là con sẽ không uống hết được cái bình sữa, thì sẽ sinh ra cái chuyện là con bú vặt. Để giúp cho con có thể tỉnh táo khi mà uống sữa trong cái khoảng thời gian mà con còn nhỏ thì mình biết nó rất là khó. Tại vì khi mà em bé được ngút cái gì hay là ti cái gì thì em bé sẽ rất là dễ ngủ hơn mức bình thường nữa. Tại vì đó là một cái thói quen mút tay từ trong bụng của con rồi. Cho nên là nếu như mà ra ngoài bạn muốn cho con cái thói quen này thì lúc mà cho con ti sữa, bạn có thể nói chuyện với con nè, bạn có thể chơi với con, hoặc là bạn có thể sử dụng khăn để lau cho con. Những cái loại khăn mà khăn mặt của trẻ em đó thì bạn có thể nhúng nước ấm bạn lau cho con để cho con tỉnh táo hơn đó. Tuy nhiên là mình nói là cho bé ăn trong cái trạng thái tỉnh táo như vậy thôi, nhưng mà cũng có một số giấc thì bạn không cần phải gọi bé thức dậy hay là cố gắng kêu bé dậy để mà ăn hay là kêu bé tỉnh táo để ăn. Ví dụ như là những cái giấc ngủ giữa đêm, những cái bữa dream feed, những cái bữa ăn trong mơ, thì lúc đó bé có thể vừa ti vừa ngủ để bé nạp đủ năng lượng để ngủ đến sáng luôn. Ở đây thì mình biết có một số quan điểm, đặc biệt là đối với những mẹ nuôi con theo phương pháp truyền thống thì các mẹ sẽ thấy là ủa tại sao con đang ăn, con ngủ như vậy thì lại kêu con dậy tỉnh táo bắt con ăn. Thứ hai đó là tại sao lại phải cho con ngủ xuyên đêm mà không cho con ăn đêm với con lớn. Thì đối với mình á, cả ăn và ngủ đều là hai cái nhu cầu rất quan trọng ngang nhau. Cho nên là thử tưởng tượng nếu như mà mình đói thì mình cũng sẽ không được ngon, con cũng vậy thôi. Nhưng mà con còn nhỏ, con chưa có biết con như vậy, cho nên là mình phải hướng dẫn cho con, mình phải tập cho con. Và thứ hai á, thì như mình cũng nói là ăn và ngủ là hai nhu cầu rất quan trọng ngang nhau, và đặc biệt là giấc ngủ đêm. Nếu như mà con đêm con cứ thức dậy con ăn hoài mà con không có ngủ được dài thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là sự phát triển của con. Đó là cái quan niệm của mình và đó là cái lòng tin của mình. Đương nhiên thì mình sẽ không thể nào nói với các bạn là cái của mình nói là đúng hay là sai được. Chỉ khó là bạn tin vào cái nào, bạn lựa chọn cái nào và bạn chọn cái cách nào để phù hợp cho bạn, cho con bạn, và bạn tin vào cái điều đó thì mình nghĩ là cái đó là cái phù hợp với bạn. Và nếu như bạn cũng giống như mình là bạn muốn cho con ti ra cử như vậy thì bạn nên lưu ý là mỗi em bé sẽ rất là khác nhau. Cái khoảng thời gian giữa các cử sữa của con thì có bé là khoảng 2 tiếng, có bé 2 tiếng rưỡi, có bé 3 tiếng. Thì cái này là tùy thuộc vào con và cái số miêu sữa cũng vậy. Bạn đừng ép con và đừng so sánh con với một cái bạn nào khác. Ví dụ như em bé của mình thì em bé bị đầy hơi folic mà, cho nên là một lần mà nạp sữa quá nhiều như các bạn chung một cái độ tuổi thì con sẽ không có nạp được. Cho nên là mình chỉ cho con uống theo một cái tầm mà nó vừa đủ với con thôi, nhưng mà mình vẫn cho uống ra cử. Và nếu như mà bạn thấy là chỉ tầm 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi mà con đã đổ uống sữa rồi thì bạn có thể canh chỉnh như thế nào đó, tăng miêu sữa lên 5 miêu dần dần, rồi đến khi nào mà bạn thấy là nó phù hợp với con bạn thì đó là cái phù hợp nhất với con của bạn rồi đó. Kinh nghiệm thứ tư của mình đó là bạn nên tạo cho con một cái lịch sinh hoạt ăn, chơi, ngủ theo cái cơ địa và cái nhu cầu của con. Lúc đầu khi mà mình chưa hiểu con thì mình cho con ăn ra cử rồi, nhưng sau đó mình cho con ngủ luôn chứ không có ăn. Thì con mình quấy khóc rất là nhiều. Tại vì lúc đó thì giống như người lớn chúng ta thôi, chúng ta ăn no thì đến khi chúng ta đi ngủ liền nó sẽ rất là khó chịu trong người. Và chúng ta thì có thể tự ở được, nhưng em bé thì không. Nếu như mà chúng ta
ăn xong chúng ta hoạt động một xíu rồi chúng ta đi ngủ sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Thì em bé cũng tương tự như vậy đó các bạn. Cho nên là với những em bé như là em bé của mình và những em bé bị trào ngược á, là những cái đối tượng cực kỳ là quan trọng cái việc hoạt động sau khi đã ăn. Còn những em bé khác thì đương nhiên là cái nhu cầu này nó vẫn quan trọng, nhưng mà nó không quá quan trọng như em bé của mình hoặc là những em bé giống giống của mình như vậy. Thì các bạn nên lưu ý nha, mặc dù mình biết là những em bé nhỏ cái khoảng thời gian chơi nó rất là ngắn, nhưng mà bạn vẫn nên tập cho con cái thói quen này để cho con dần dần quen. Thì khi mà con lớn hơn, cái thời gian chơi của con nó sẽ dài hơn, cái thời gian thức của con nó lại dài hơn một chút nữa, thì lúc đó con sẽ dần quen với cái việc ăn xong và cái hoạt động một chút, thì cái phần hơi nó sẽ đi lên bớt, thì đến lúc đi ngủ nó sẽ dễ chịu hơn. Mặc dù mình biết với những em bé đầy hơi nhiều hay colic hoặc là bị nhiều khí ga trong người như em bé của mình á, thì dù có chơi sau cái khoảng thời gian ăn thì đến lúc ngủ em bé vẫn bị hơi lên, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn phần nào đó các bạn. Và các bạn có thể tham khảo cái lịch ăn chơi ngủ theo cái giờ giấc mà trong cái phương pháp nuôi con Easy người ta đã có viết. Tuy nhiên thì mình cũng nói một lần nữa là các bạn chỉ nên tham khảo thôi, và các bạn nên canh chỉnh như thế nào cho phù hợp với con của mình. Đừng áp đặt, đừng đập khuôn con mình. Và mình muốn nói với các bạn một điều nữa, đó là em bé không phải là robot. Cho nên là những cái lịch sinh hoạt nó chỉ tham khảo, và nó có ngày này, có ngày kia, có ngày con thích chơi nhiều hơn, có ngày con không muốn chơi, hoặc có ngày con muốn ăn nhiều hơn, có ngày không sao con không muốn ăn. Cho nên là các bạn đừng ép con, đừng có quá đập khuôn, đừng có đặt con vào cái khuôn khổ quá, sẽ làm em bé rất là mệt mỏi, rất là tội nghiệp con, cũng như là dễ làm cho mẹ bị stress rất là nhiều. Kinh nghiệm thứ năm của mình đó là các bạn hãy tôn trọng lắng nghe tiếng khóc của con và bình tĩnh trước tiếng khóc của con. Sẽ không có một cái sách báo nào sẽ hướng dẫn cho các bạn cái em bé khóc như này là như thế nào, em bé khóc như kia là em bé đang bị như thế nào. Chỉ có em bé của bạn sẽ chỉ cho bạn được chính xác cái điều đó thôi. Ví dụ như em bé của mình thì em bé của mình khi mà đói á, thì em bé sẽ hay khóc cái tiếng mang hơi hướng giống như là chữ nga 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 vậy đó. Còn khi em bé bị đầy hơi thì em bé sẽ khóc đỏ người nè, ưỡn người và co hai chân lên và khóc rất là đau đớn, âm thanh rất là dồn dập. Khi mà bị bỉm dơ hoặc là có nóng có lạnh gì đó thì con sẽ khóc nhẹ nhàng hơn, cái âm lượng nhỏ hơn và nó cũng không dồn dập, không có đau đớn như bị đầy hơi. Thì mình thấy là nếu như mà bạn phân biệt những cái tiếng khóc của con thì nó sẽ rất là dễ dàng trong cái việc nuôi con. Và nếu như mà bạn phân biệt được tiếng khóc của con trong 3 cái tháng đầu tiên thì mọi việc nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Nếu như mà sau 3 tháng mà bạn vẫn chưa có phân biệt được tiếng khóc của con thì thực sự là mình thấy nó rất là khó, nếu như mà bạn còn chưa có cái lịch sinh hoạt cho con nữa. Tại vì sau 3 tháng thì mình thấy là cái tiếng khóc của con hầu như nó không có quá khác biệt nhau so với trong 3 tháng đầu tiên. Khi mà con khóc thì mẹ cũng đừng có lận đận đưa cho con đi liền, mà phải kiểm tra coi là con có bị nóng hay không, có bị lạnh hay không, bị mấy dơ hay không, có ồn hay không, hay là con có chán ở chỗ này rồi hay không, rồi lúc đó bạn mới kiểm tra con có đói hay không. Còn cái việc mà em bé mà khóc thì thật sự nó không sao đâu các bạn. Em bé mà khóc 1-2 phút thì không vấn đề, cho nên là các mẹ hãy cố gắng bình tĩnh. Chứ nếu như mà các mẹ không có bình tĩnh mà khi các mẹ ẵm con lên mà các mẹ đang nóng giận, đang bực tức thì con còn sẽ khóc nhiều hơn, quấy nhiều hơn nữa. Kinh nghiệm thứ 6 của mình đó là trong tháng đầu tiên em bé sẽ thức trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Cho nên là nếu như mẹ có thuê tắm em bé tại nhà thì mẹ nói các cô là massage và tắm cho em bé nhanh thôi. Hoặc là cũng có thể chỉ cần tắm cho em bé, còn massage thì các mẹ có thể thực hiện những việc khác trong ngày. Tại vì nếu như mà massage và tắm cho con khoảng tầm 45 phút tới 1 tiếng thì sẽ ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của con cũng như cái giờ uống sữa của con. Nó sẽ làm cho cái lịch sinh hoạt rối loạn rất là nhiều và em bé cũng sẽ rất là khó chịu. Ngoài ra là nếu như mà bạn thấy cái ngủ đêm của con nó khó khăn á, thì các bạn có thể chuyển cái giờ tắm sang buổi chiều. Hồi lúc ban đầu mình có con á, thì mình đã biết cái việc này rồi, nhưng mà mình cũng lo lắng là không biết con có bị lạnh hay không á, cho nên là mình cũng tắm buổi sáng. Nhưng mà sau đó khi mà mình thấy cái ngủ đêm không có được ổn, mình chuyển sang buổi chiều. Tại vì mình thấy nhà mình cũng kín gió rồi, phòng tắm rất là kín luôn, cho nên là mình chuyển thử thì mình thấy là con ngủ cái ngủ đêm nó ổn hơn. Cho nên là mẹ nào mà thấy con ngủ đêm không ổn thì mẹ có thể thử sang 1-2 ngày coi là nó có ok hơn không nha. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình biết là nếu như mà bạn ở chung với ông bà thì nó hơi khó một chút xíu. Tại vì quan niệm hồi trước giờ thì em bé cần được giữ ấm. Nếu như mình tắm sang buổi chiều thì người lớn sẽ rất là lo. Cho nên là nếu như mà được thì ngay từ đầu các bạn khi mà mang thai thì có kho gì đó, các bạn có thể tự tin vô cái khả năng của vợ chồng mình. Thì các mẹ nên sống ngoài, sống riêng,
hoặc là nếu như các mẹ phải cần nhờ vả đến ông bà thì đương nhiên rồi, các mẹ phải nói chuyện để cho ông bà hiểu và thông cảm thôi, chứ chắc chắn là đâu có khách nào đâu, đúng không mọi người? Kinh nghiệm số 7 đó là các bạn nên thường xuyên xoa xung quanh vùng rốn của con theo chiều kim đồng hồ và thực hiện bài tập đạp xe cho con để giúp cho con đẩy được hơi ra bên ngoài và con sẽ dễ đi vệ sinh hơn, giảm cái tình trạng đầy hơi và con sẽ ngủ được ngon hơn. Kinh nghiệm thứ 8 của mình đó là về cái vấn đề đi vệ sinh của trẻ. Thì em bé khoảng tầm 2 tháng hoặc 3 tháng á, thì các bé sẽ thường bị gián ruột sinh lý. Đây là tình trạng hết sức là bình thường. Và khi này á, thì đường ruột sẽ tăng kích thước, cho nên là sẽ chứa được nhiều phân hơn, dẫn đến cái việc là có thể 7 đến 10 ngày bé mới đi vệ sinh, hoặc có những bé là 15-16 ngày. Nhưng mà các mẹ không có cần quá lo lắng nếu như mà phân của các con đi ra nó bình thường. Nếu như mà bạn thấy có những cái dấu hiệu bất thường, ví dụ như là ra máu, hoặc là dấu hiệu táo bón, hoặc là có dấu hiệu bị nổi bọt á, thì các mẹ nên theo dõi và đưa con đến bác sĩ khám nếu như tình trạng này nó không có đỡ. Còn ngoài ra là cái tình trạng này thì tùy vào từng bé. Có bé thì sẽ bị gián đoạn sinh lý 2 tháng, có bé 3 tháng, hoặc có bé nhiều hơn, hoặc có bé ít hơn. Cái này là tùy của từng bé, cái này bác sĩ cũng chưa giải thích được. Cho nên là các mẹ hãy cố gắng nhìn vào cái phần của con, các mẹ theo dõi thì các mẹ sẽ biết được là con của mình có bình thường không nha. Tuy nhiên thì cũng sẽ có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như con của mình thì ban đầu mình nghĩ là con mình bị gián đoạn sinh lý, mà sau đó thì mình mới biết ra là có thể là con mình vừa bị gián ruột sinh lý và con mình có thể là thuộc về cơ địa nữa. Tại vì con mình đến khi mà mình đi đưa cho bác sĩ á, thì bác sĩ mới nói là chắc là một cái phần đoạn ruột nào đó của con nó không có phát triển bình thường với các bạn, cho nên là cần thời gian để xem con như thế nào. Và sau khi mà con chuyển qua cái giai đoạn ăn dặm á, thì mình mỗi ngày phải cho con ăn một cái món dưỡng trường thì con mới có thể đi vệ sinh được. Và sữa thì mình phải luôn luôn bổ sung sữa non cho con. Cho nên là nếu như mà mẹ nào mà có con bị trong cái tình trạng này như mình á, thì các mẹ có thể tham khảo cái cách của mình. Còn nếu như đối với những bé mà chỉ bị gián ruột sinh lý bình thường á, thì các mẹ có thể tăng cái lượng sữa cho con để cho nó có thể nhanh đẩy phân ra bên ngoài hơn. Kinh nghiệm thứ 9 của mình là em bé vặn mình hay là rướn người là những cái hiện tượng rất là bình thường. Khi mà con lớn thì từ từ con sẽ hết. Cho nên là các mẹ đừng có thực hiện những cái biện pháp dân gian, ví dụ như là tắm lá hay là wax lông dưới này, hay là các mẹ nhổ lông dưới này của con nha. Nó sẽ rất là đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé, cũng như là rất là tội nghiệp cho bé luôn. Kinh nghiệm thứ 10 của mình đó là trong cái năm đầu tiên em bé sẽ trải qua rất là nhiều tuần khủng hoảng, hay người ta gọi là quân đầu quýt. Thì trong cái giai đoạn này em bé sẽ quấy khóc nhiều, khóc không lý do, là bám mẹ nhiều hơn, và em bé sẽ rất là khó ngủ, hoặc là bỏ ăn, hoặc là cần ăn nhiều hơn. Dân gian mình thì thường hay nói là mới nhỏ tí như vậy mà đã hư rồi, đã nhõng nhẽo rồi, nhưng mà không có đâu các bạn. Cho nên là các bạn sử dụng cái app mà mình để đây nha. Thì nếu như mà bạn sử dụng cái app này á, thì bạn sẽ theo dõi được em bé thường xuyên, và bạn sẽ theo dõi được em bé chính xác hơn. Bạn sẽ biết khi nào em bé bắt đầu quân đầu quýt và khi nào kết thúc, và bạn sẽ hiểu được những cái cột mốc phát triển của con, cũng như là con sẽ học được những cái kỹ năng nào. Thường sau những cái giai đoạn quân đầu quýt này á, thì con sẽ phát triển rất là vượt bậc, và mẹ cũng sẽ biết là mình cần giúp con như thế nào, và con đang cần cái nhu cầu gì nè, và mẹ nên chơi những cái hoạt động nào với con để giúp cho con thành đạt cái kỹ năng đó. Khi mà con đã thành đạt kỹ năng trong cái giai đoạn đó rồi thì con sẽ vượt qua cái quân đầu quýt nhanh hơn. Cho nên là các mẹ có thể tải cái app mà mình đã để hình ở đây nha. Kinh nghiệm số 11 của mình đó là đối với những trẻ uống sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên thì không cần phải bổ sung nước lọc cho con. Mình biết là cái việc này đã gây tranh cãi rất là nhiều trong một khoảng thời gian dài rồi, nhưng mà trên thực tế thì em bé của mình trong 6 tháng đầu không có uống một cái giọt nước lọc nào cả. Tại vì khi mà bắt sữa mẹ ra thì sữa mẹ sẽ có hai phần chính, thứ nhất là sữa đầu và thứ hai là sữa phối. Đối với sữa đầu thì nó sẽ loãng và nó chứa hầu hết là nước, sẽ giúp cho em bé đỡ khát. Và phần thứ hai là phần sữa cuối, thì cái phần sữa này sẽ có đặc hơn và nó chứa nhiều dinh dưỡng hơn, thì sẽ giúp cho em bé phát triển và tăng cân. Còn đối với những bé uống sữa công thức hoàn toàn trong 6 tháng đầu thì mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ coi là có nên bổ sung nước lọc cho con hay không, và nên bổ sung với cái liều lượng bao nhiêu, tránh cái tình trạng là bổ sung nước lọc quá nhiều. Tại vì em bé trong 6 tháng đầu thì cân nặng rất là nhẹ, cho nên là nếu như bổ sung nước quá nhiều sẽ gây ra tình trạng ngộ độc uống nước. Khi mà bạn cho con uống nước nhiều thì những cái chất điện giải trong máu của con bị pha loãng ra, và cái nồng độ natri trong máu nó sẽ bị giảm, gây ra những cái biến chứng nguy hiểm cho trẻ.
Kinh nghiệm số 12 của mình đó là nếu như bạn cho bé ti trực tiếp á, thì bạn nên cho bé ti hết một bên, hãy sang bên còn lại. Tại vì nếu như bé chỉ ti bên này được một tiếng mà bạn cho bé ngưng á, thì bé chỉ nhận được cái sữa đầu thôi, và sữa đầu thì sẽ không có giúp bé tăng cân và phát triển được. Và nếu như mà mẹ cho bé ti có một chút như vậy á, thì lâu dần á, thì bạn sẽ bị giảm sữa đi và bạn sẽ không có kích sữa được hiệu quả nữa. Ngoài ra là nếu như mà mẹ muốn tăng sữa nhiều cho con á, thì khi mà bạn cho con ti xong á, bạn có thể sử dụng máy hút sữa trong vòng 10 phút nữa để kích thích sữa nhiều hơn và để cho cơ thể hiểu là em bé cần nhiều sữa hơn. Kinh nghiệm số 13 của mình đó là ti mẹ hay ti bình thì đều tùy thuộc vào từng mẹ và từng bé. Nhưng mà nếu được thì các mẹ nên tập cho con ti mẹ và ti bình song song ngay từ nhỏ. Bởi vì là khi mà chúng ta cho con ti bình với ti mẹ song song á, thì đến lúc mà bạn cần nhờ chồng hay nhờ ai đó nó sẽ dễ dàng hơn. Và thứ hai đó là chúng ta cũng không biết là lỡ như chúng ta có bị mất sữa hay bị vấn đề gì không, thì nếu như mà bé không quen với việc ti bình, chỉ quen với việc ti mẹ trực tiếp á, thì đến lúc đó sẽ không có một cái phương án nào cho bé, lúc đó bé sẽ khó hợp tác hơn. Kinh nghiệm số 14 của mình đó là trước khi sinh các bạn nên tìm hiểu về cách cho bé ti mẹ đúng khớp ngậm và cách cầm bình cho bé ti đúng cách để giúp cho bé giảm tình trạng đầy hơi. Và cái này thì mình sẽ cố gắng làm một cái video chia sẻ chi tiết cho mọi người sau nha. Kinh nghiệm thứ 15 của mình đó là các mẹ hãy tranh thủ nghỉ ngơi ngay khi có thể. Mình biết là khi mà các bạn cho con ngủ xong á, thì các bạn còn có nhiều việc để làm và muốn làm lắm. Nhưng mà các mẹ chỉ nên ưu tiên những cái việc nào mà nó quan trọng và cần thiết phải làm trước, thì các mẹ nên làm nhanh những cái việc này và sau đó thì tranh thủ nghỉ ngơi. Tại vì chăm con là một cái chặng đường rất là dài và mẹ sẽ bị mất ngủ rất là nhiều, cho nên hãy cố gắng tranh thủ để giữ sức khỏe của mình để có thể chăm sóc bé, và khi mà bạn ngủ thì cơ thể mới tiết được nhiều sữa để chăm sóc bé hơn. Kinh nghiệm thứ 16 của mình đó là em bé sơ sinh thì sẽ đi vệ sinh rất là nhiều lần trong ngày, cho nên để tiết kiệm thì mẹ có thể mua những cái loại tải dán cùng Bobby để cho nó tiết kiệm tiền. Và những cái tải dán này thì mình thấy là nó cũng phù hợp trong cái giai đoạn sơ sinh hoặc là trong 2 cái tuần đầu tiên. Tại vì trong cái giai đoạn này thì em bé còn nhỏ, với những cái form của tải dán Bobby thì mình thấy nó phù hợp với em bé sơ sinh. Còn nếu như mà em bé của các bạn lớn hơn một tí, khoảng tầm trên 2 tuần, hoặc là khi nào các bạn thấy em bé nó hơi phát triển nhiều rồi thì các bạn nên chuyển sang những tải dán khác với cái form to hơn. Ví dụ như của Mary's thì cái loại tải dán này thì nó có cái form to hơn của Bobby, thì em bé đỡ bị khuyết hơn và nó có thêm cái đường báo vạch mà khi mà tải bị dơ nữa, sẽ giúp cho các mẹ dễ dàng kiểm tra cho bé hơn, cũng như là không có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Kinh nghiệm số 17 của mình đó là về cái cách dán tải cho em bé sơ sinh. Thì khi mà dán tải cho em bé sẽ có hai giai đoạn mà cần lưu ý. Thứ nhất là chưa rụng rốn và thứ hai đã rụng rốn rồi. Thì khi chưa rụng rốn thì chúng ta cần lật cái phần tả bên trên xuống rồi mới dán. Còn khi mà rốn của em đã khô, đã rụng rồi, ok rồi á, thì các mẹ cứ dán tả lại cho em như bình thường. Và đối với những em bé nào mà đang chuẩn bị vào cái giai đoạn tập lật á, thì các mẹ nên chuyển sang cái loại tả quần cho con. Bởi vì lúc mà con tập lật thì các mẹ sử dụng tải dán, con sẽ khó hợp tác lắm. Lúc mẹ mới đặt con xuống thôi là con đã muốn lật qua rồi, thì các mẹ chưa kịp dán lại. Kinh nghiệm số 18 của mình thì dù là em bé sơ sinh hay là em bé nhỏ thì đồ chơi là một món đồ mà không thể thiếu với các con. Đối với em bé sơ sinh và trong những tháng đầu tiên á, thì đồ chơi mình thấy hiệu quả nhất là có hai loại. Thứ nhất là những cái thẻ học hình cho con bằng màu trắng, màu đen, màu đỏ. Thì trong giai đoạn này á, con chưa có biết nhiều màu thì các mẹ có thể sử dụng mua những cái loại hình mà có ba màu này, và sau đó thì sẽ có nhiều màu sắc hơn. Thì lúc này trong cái giai đoạn con lớn hơn thì các mẹ có thể tham khảo trên cái app mà mình đã nói á, hoặc là ở trên mạng, thì các mẹ sẽ biết coi là giai đoạn nào con sẽ hứng thú với màu nào thì các mẹ có thể đổi, có thể mua cho con. Thì những cái món đồ chơi này nó rất là rẻ tiền và nó rất là dễ mua. Bạn có thể lên Shopee hoặc là bạn lên các sàn thương mại điện tử thì người ta đều có bán hết. Và món đồ chơi thứ hai đó là đồ chơi treo củi cho con. Thì đối với những em bé nhỏ, đồ chơi treo củi các con sẽ rất là thích. Và đồ chơi treo củi thì chúng ta cũng dựa vào cái giai đoạn phát triển của con để lựa chọn những cái màu sắc cho nó phù hợp. Ví dụ như trong thời gian đầu thì cũng là ba màu trắng, đen và đỏ. Sau đó thì sẽ đổi sang cái hình khác cho con với những cái hình ảnh ngộ nghĩnh hơn và màu sắc nhiều hơn cũng như là tươi hơn. Kinh nghiệm số 19 của mình đó là bạn nên trang bị một cái loại máy nhiệt kế cho con ở nhà, và bạn nên có thêm một số loại thuốc hạ sốt cho bé theo cái cân nặng và cái tháng tuổi của bé. Cái này thì bạn có thể hỏi bác sĩ, hoặc là bạn có thể hỏi ngoài tiệm thuốc tây, hoặc là bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng. Và bạn nên trang bị trước cho mình cái này ở nhà để cho các bạn đỡ phải lo lắng hơn. Tại vì em bé nhỏ thì sẽ rất hay là bị sốt, và khi mà con bị sốt thì các bạn cố gắng và theo dõi con.
và đợt có vừa bị gì mà đưa con đi bệnh viện liền, mà bạn cần theo dõi con một chút để xem coi là bình tĩnh, coi là cái việc này nên xử lý như thế nào ra làm sao. Tại vì em bé nhỏ thì chắc chắn là sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, cho nên là chúng ta cần phải bình tĩnh trước mọi việc mới có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt được. Kinh nghiệm cuối cùng của mình đó là các bạn nên trang bị cho bản thân về những cái kiến thức giúp con cấp cứu khi mà sặc sữa hoặc là bị trào sữa ra bên ngoài với hai cái đường mũi. Mình biết là đối với những mẹ lần đầu thì khi mà xem những cái video như thế này hoặc là nói đến vấn đề này thì chúng ta sẽ rất là sợ, rất là lo. Nhưng mà đây là tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên là các mẹ phải trang bị cho bản thân cũng như là người nhà của mình. Nếu như mà các mẹ chỉ cần làm sai thôi, chỉ trong vòng vài phút thôi là nó sẽ rất là nguy hiểm cho con rồi. Cho nên là nếu như với những trường hợp mà con bị ọc sữa ra mũi hoặc là con bị sặc sữa thì các mẹ phải trang bị kiến thức trước. Và nếu như mà các mẹ chưa có đủ bình tĩnh để biết phải làm như thế nào thì các mẹ hãy luôn nhớ trong đầu là đặt con nằm trong tư thế nằm nghiêng, đưa con nằm nghiêng qua nha. Chứ những lúc đó mẹ đừng đưa bé đứng con lên vai, nó sẽ rất là nguy hiểm cho con. Đây là một cái phương pháp mà mình biết đó, là trên mạng người ta đã chia sẻ rất là nhiều rồi, và các bác sĩ cũng như y tá khi mà trước khi mình về nhà người ta cũng đã hướng dẫn cho mình. Cho nên đó là các mẹ hãy trang bị cho mình những cái kiến thức quan trọng này trước khi mà chúng ta có con và chúng ta chăm sóc em bé, để chúng ta an tâm hơn cũng như là an toàn cho con hơn. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được sau nhiều tháng chăm sóc con của mình. Mình hy vọng là sẽ giúp ích được cho mọi người. Nếu như mẹ nào đang chuẩn bị sinh em bé hoặc là mẹ vừa sinh em bé thì mẹ có thể xem những cái kinh nghiệm của mình để các mẹ có thể tham khảo và các mẹ có thể lựa chọn những cái phương pháp nào phù hợp với bản thân. Và ngoài ra là nếu như mẹ có những cái kinh nghiệm nào hay hơn thì các mẹ có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cho những mẹ khác cùng biết. Cảm ơn mọi người và các bạn đã dành chút thời gian xem hết video ngày hôm nay của mình. Nếu như bạn có bất kỳ những cái thắc mắc hoặc là những cái góp ý nào thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới cho mình biết. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh YouTube để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người.